sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong sách học khoa tiếng Việt lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo. Cô rất vui vì đã tiếp tục đồng hành cùng các con trong bài hôm nay. Bài hôm nay chúng ta học thuộc tuần 18, ôn tập cuối học kỳ 1, sách học khoa từ trang 143 đến trang 149. Bây giờ, các con hãy mở giúp cô sách học khoa trang 143 để chúng mình cùng nhau bước vào bài học nhé. Đầu tiên, chúng mình cùng nhau đến với tiết số 1. Đó là đọc. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi đọc văn bản Con suối nhỏ. Các con hãy nghe cô đọc. Đọc thành tiếng và trả lời các câu hỏi. Các con hãy nghe cô đọc bài và đọc thầm theo cô. Con suối nhỏ. Tôi là con suối nhỏ, nằm dưới tán cây xanh, bạn của nai, của thỏ, của hoa thơm, trái lành. Tôi là con suối nhỏ, nằm ở dưới chân đồi, bạn của sương, của gió, của vầng trăng ngưng trời. Tôi là con suối nhỏ, trong veo và ngọt ngào, đàn tôi reo róc rách, khi trầm thì vút cao. Tôi là con suối nhỏ, men bờ đá tôi đi, tôi yêu cua, yêu cá, tiếng hát ru thầm thì. Tôi là con suối nhỏ, bước chân không biết dừng, mang niềm vui bày tỏ với dòng sông mênh mông. Mai sông về biển mẹ, có bước tôi theo về, biển nằm nghe tôi kể câu chuyện dài sơn khê, theo Nguyễn Lãng Thắng. Vừa rồi chúng mình đã đọc xong bài đọc, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời một số câu hỏi tìm hiểu có trong bài nhé. Chúng mình cùng đến với câu hỏi đầu tiên, câu số 1. Đọc đoạn từ đầu đến tiếng hát ru thầm thì và trả lời câu hỏi. Con suối nhỏ là bạn của những sự vật nào và vì sao? Các con hãy đọc cho cô đoạn từ đầu đến tiếng hát ru thầm thì và trả lời giúp cô câu hỏi trên nhé. Và đây là câu trả lời mẫu của cô. Con suối nhỏ là bạn của nai, của thỏ, của hoa thơm cháy lành, của sương, của gió, của vầng trăng lưng trời. Tiếp tục, chúng mình cùng đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 yêu cầu chúng mình trả lời câu hỏi. Đọc đoạn từ đầu đến tiếng hát ru thầm thì và trả lời câu hỏi. Hình ảnh con suối nhỏ ở khổ thơ thứ 3 có gì đẹp? Theo như cô quan sát được, hình ảnh con suối nhỏ ở khổ thơ thứ 3 có vẻ đẹp trong veo và ngọt ngào bởi âm thanh của tiếng suối reo róc rách. Tiếp tục, chúng mình cùng nhau với câu hỏi số 3. Đọc đoạn từ tôi là con suối nhỏ, trong veo và ngọt ngào đến hết, và trả lời câu hỏi, con suối nhỏ yêu những gì và vì sao? Các con hãy đọc lướt cho cô đoạn này và cho cô biết, con suối nhỏ yêu những gì và vì sao? Con suối nhỏ yêu cua, yêu đá, bởi vì cua và đá là những sự vật gần gũi, gắn bó với con suối nhỏ, là bạn của con suối nhỏ. Tiếp tục chúng mình cùng nhau đến câu hỏi số 4. Đọc đoạn từ tôi là con suối nhỏ, trong veo và ngọt ngào đến hết và trả lời câu hỏi. Theo em, suối sẽ kể những gì với biển? Suối sẽ kể với biển về hành trình mà con suối đi qua, về những người bạn của mình. Tiếp tục, chúng mình đến câu hỏi số 2. Trao đổi suối đi qua những đâu và đường đi của suối có gì thú vị? Các con hãy trao đổi với bạn của mình xem là suối đã đi qua những đâu và con đường của nó đi thì có gì thú vị? Con suối này chảy qua sườn đồi, hòa quyện với không khí trong lành của rừng xanh. Ngoài ra, ta cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của suối khi nó chảy qua các vùng đất tĩnh lặng hoặc vùng núi đá. Vừa rồi chúng mình đã thực hiện xong tiết số 1 là đọc. Bây giờ chúng mình tiếp tục đến với tiết số 2 là nghe và viết. Chúng mình sẽ cùng nhau nghe viết
văn bản Xuân trên đảo Bạch Long Vĩ. Các con hãy nghe cô đọc và viết nhé. Xuân trên đảo Bạch Long Vĩ, đèn biển đêm qua nhấp nháy, bây giờ đứng quấn khăn xương, đoàn tàu thung thăng qua đấy, thả một chuỗi còi thân phương, tết ùa lên từ đại dương, đàng trài núc cá nướng, cánh buồm cuộn ngủ kiêm nhường, còn tầm thuyền còn say ngất ngưởng, bao sao bao trùm hoa muống, theo em líu ríu tới trường, xuân về đảo đuôi rồng trắng, biển trời như ước bằng hương, theo Hoài Khánh. Các con hãy dưới sự hướng dẫn của thầy cô, hãy lắng nghe lời đọc của thầy cô và viết đoạn văn. Chú ý xem trước các từ mà bản thân thầy khó hiểu, dễ nghe nhầm để trái nghĩa. Và các con hãy cố gắng viết sạch đẹp và giữ nét chữ thoáng nhìn, dễ nhìn nhé. Tiếp tục, chúng mình cùng đến với yêu cầu số 2. Số 2, câu hỏi số 2 yêu cầu chúng mình là viết lại cho đúng tên riêng của các cơ quan, tổ chức dưới đây. Bên dưới chúng mình có 4 câu A, B, C và D. Các con hãy quan sát cho có 4 câu này, viết lại sao cho đúng tên riêng của các cơ quan, tổ chức có trong 4 câu này nhé. Và đây là bài mẫu của cô. Các con hãy quan sát để hoàn thiện bài làm của mình xem là đã đúng chưa nhé. Tiếp tục chúng mình cùng nhau đến với tiếp số 3, đó là nói và nghe. Chúng mình cùng đến với câu hỏi đầu tiên, câu số 1. Nói về một kỷ niệm đẹp của em với gia đình, bạn bè hoặc thầy cô giáo dựa vào gợi ý. Bên dưới chúng mình có các gợi ý như sau. A. Đó là kỷ niệm của em với ai? B. Điều gì gợi cho em nhớ về kỷ niệm? C. Những suy nghĩ, lời nói, việc làm nào đáng nhớ? D. Ý nghĩa của những suy nghĩ, lời nói, việc làm đó đối với em. Đây là một bức tranh về cô giáo đang dẫn các bạn học sinh đến thảo cầm viên và một bức tranh về hình ảnh gia đình bốn người đang vui chơi ở công viên. Các con hãy nói về kỷ niệm đẹp của mình với gia đình, bạn bè hoặc thầy cô giáo dựa vào các gợi ý mà cô đã đưa ra nhé. Và đây là bài mẫu của cô. Các con có thể dựa vào bài mẫu của cô để hoàn thiện bài làm của mình nhé. Trong cuộc đời của mỗi người, ta sẽ gặp những người mà có lẽ ta không thể nào quên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ta. Tôi cũng vậy, tôi có một người giáo viên luôn tồn tại trong trái tim tôi, cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cô giáo tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, là một nhà giáo luôn tận tâm và hết mình với nghề. Cô không cao lắm, dáng người cô hơi gầy, cô có làn da hơi nâu sạm mà khỏe khoắn, mái tóc cô đen óng, mượt mà, dài đến ngang gáy, ôm lấy khuôn mặt trái xoan cân đối. Đôi mắt cô sáng ngời như vầng sao, ẩn hiện sau làn mi cong, đen láy. Nơi khóe mắt cô đã dần xuất hiện những nếp nhăn nọ nhỏ. Phải chăng đó là dấu hiệu của những năm tháng cô cống hiến hết mình cho nghề, cho học sinh thân yêu của mình. Đôi môi mỏng lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện với học trò, với mọi người xung quanh. Mỗi khi cô cười, sau làn môi lại là hàm răng trắng đều như sứ, cùng đôi má lúm đồng xu nhỏ ẩn hiện nơi cánh môi, khiến cô càng duyên dáng, gần gũi với học sinh. Cô ăn mặc không quá cầu kỳ, ngày ngày đến lớp, cô chỉ mặc áo sơ mi, quần âu giản dị. Đôi khi vào dịp lễ, cô mới diện những bộ váy, áo dài rực rỡ. Nhưng dù cô mặc trang phục gì, trong mắt tôi, cô vẫn luôn tỏa sáng và xinh đẹp. Cô có giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Mỗi khi giảng bài, giọng nói cô như thu hút chúng tôi chú ý, đắm chìm vào trong từng bài giảng. Cô ít khi mắng học sinh bao giờ, mà thường chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Mỗi khi phải nặng lời với học sinh, cô đôi mắt cô thường buồn bã, giọng nói cô đầy u sầu. Có lẽ cô cũng đau lòng lắm. Những lúc như vậy, chúng tôi thường cảm thấy có lỗi với cô và thương cô nhiều lắm. Cô luôn không quản thời gian, vất vả để truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Chỗ nào không hiểu hay có bài tập nào khó, cô đều sẵn sàng hướng dẫn cho chúng tôi cách làm bài. Có lẽ, niềm hạnh phúc của cô chính là được nhìn lũ học trò ngây thơ ngày một trưởng thành, tiếp thu được tri thức. Với cô, phải chăng như vậy là quá đủ? Cứ mỗi chuyến đò qua sông, người lái đò lại quay trở lại, tiếp tục những chuyến hành trình đưa đò tới những hành khách khác của mình. Giống như cô giáo tôi vậy,
tôi đã đưa bao đứa học trò qua sông, hoàn thành nhiệm vụ trọng trách của một nhà giáo. Tôi rất yêu quý cô giáo của tôi. Tôi sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để khiến cô có thể tự hào. Vừa rồi chúng mình đã thực hiện xong câu hỏi số 1. Tiếp bây giờ chúng mình tiếp tục đến câu hỏi số 2 nhé. Cùng bạn bình chọn bài nói có nội dung sâu sắc, có hình thức sinh động và có giọng kể lôi cuốn. Các con hãy cùng nhau bình chọn bài nói tốt với các tiêu chí có sẵn ở bên trên nhé. Và bây giờ chúng mình tiếp tục cùng nhau đến với tiết 4, đó là luyện từ và câu, sách giáo khoa trang 146. Chúng mình cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu. Bác xà cừ vươn cao, cam la đà mặt đất, chuối, hồng, rau, họp mặt, cùng chung sống chan hòa. Gió đi qua gật gù, chim tới khen rối rít, bầy che qua vòm mát, đất màu dành tốt tươi, vườn cây sống thật vui, nắng mưa cùng chia sẻ, đêm đêm dù nhau ngủ, bình minh lại xôn xao, theo Nguyễn Trọng Hoàn. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đọc xong đoạn thơ, bây giờ các con hãy thực hiện giúp cô một số yêu cầu sau. A. Tìm các danh từ chỉ cây cối, danh từ chỉ hiện tượng có trong đoạn thơ. B. Tìm trong đoạn thơ các sự vật được nhân hóa và cho biết mỗi sự vật được nhân hóa bằng cách nào. C. Nêu cảm nhận của em về vườn cây trong đoạn thơ. Và đây là bài mẫu của cô. A. Các danh từ chỉ cây cối cô tìm được đó là xà cừ, cam, chuối, hồng, cau. Các danh từ chỉ hiện tượng gió, mây, nắng, mưa, minh. B. Các sự vật được nhân hóa đó là xà cừ, cam, chuối, hồng, cau, gió, chim, mây, đất, vườn cây, nắng, mưa, minh. Mỗi sự vật ấy được nhân hóa bằng cách dùng từ ngữ gọi người để gọi vật, sử dụng từ ngữ chỉ hoạt động tính chất của con người để chỉ hoạt động tính chất của sự vật. C. Vườn cây trong đoạn thơ hiện lên thật sống động và vui tươi. Cuộc sống giữa các loài cây diễn ra thật gắn bó, chan hòa, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Tiếp tục, chúng mình cùng nhau đến câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 yêu cầu chọn từ ngữ phù hợp trong hoặc đơn thay cho mỗi bông hoa. Bên dưới, chúng mình có một đoạn văn. Các con hãy chọn giúp cô các từ ngữ có trong hoặc đơn để thay cho mỗi bông hoa nhé. Và đây là bài mẫu của cô. Hơi lạnh vẫn còn vương khắp đất trời, nhưng cậu nhận ra mùa xuân đến gần lắm. Những cành cây khẳng khư chống lại cái lạnh của mùa đông đã nhú những lộc biếc đầu tiên. Màu xanh êm dịu làm đất trời sáng bừng lên sức sống. Và sắc màu mùa xuân cũng đã bắt đầu nhóm lên trên những cánh hoa nở sớm. Tiếp tục chúng mình cùng nhau với câu hỏi số 3 nhé. Câu hỏi số 3 yêu cầu chúng mình sử dụng biện pháp nhân hóa để viết 3 đến 4 câu về một loài cây hoặc một loài vật mà em yêu thích. Và đây là bài mẫu của cô. Các con có thể dựa vào bài mẫu của cô để làm bài nhé. Hè năm nào tôi cũng về nhà Hà Nội chơi. Sau nhà có vườn cây do chính tay ông tôi trồng và chăm sóc. Trong vườn, gia đình nhà chuối tiêu chen chúc, tựa sát vào nhau trông thật thân thiết. Mấy cây bưởi già thưa thớt lá, xài chịu những quả xanh ngắt. Giống bưởi này ngon lắm. Đây là thứ cây mà ông tôi tâm đắc nhất. Phía góc vườn là cây măng cụt rậm rạp, cao hơn hẳn những cây khác. Ông tôi thường gọi nó là anh cả của cả vườn. Nghe ông kể, anh măng cụt này cũng kiêu ngạo lắm. Ông tôi phải vất vả chăm sóc suốt mấy năm trời mới được đón gấu quả đầu tiên. Tự trị giữa vườn là trị xoài, tán cây rộng lớn như những cánh tay treo đầy. Trái xoài mập mạp, tôi thích khu vườn này lắm. Một phần vì có nhiều thứ quả ngon, một phần vì nó chứa được biết bao tâm huyết của ông nội tôi. Vừa rồi chúng mình đã thực hiện xong tiết 4 luyện từ và câu. Bây giờ chúng mình cùng nhau tiếp tục đến với tiết 5, đó là viết. Sách giáo khoa trang 147. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi thuật lại một ngày hội được tổ chức ở trường em với các gợi ý như sau. Phần mở bài, giới thiệu ngày hội, ví dụ như hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam hay là ngày hội an toàn giao thông. Phần bài, thuật lại các hoạt động của ngày hội theo trình tự thời gian hoặc không gian. Khi thuật mỗi hoạt động cần chú ý,
xác định thời gian hoặc địa điểm diễn ra, chú ý thuật hoạt động, cảm xúc của người tham gia, thuật kỹ hoạt động em ấn tượng nhất, kết bài, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em khi chứng kiến hoặc tham gia ngày hội. Và đây là bài mẫu của cô. Trong không khí tưng bừng đón chào ngày nhà giáo Việt Nam, ai ai cũng hân hoan đón đợi. Từ đầu tháng 11, nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc thi đua hoa điểm 10 để dành tặng thầy cô. Các lời tri ân, những lời bài hát, bài thơ về thầy cô được chúng em ghi lại, sắp xếp vào tờ báo tường xinh đẹp và đáng yêu chào đón ngày lễ đầy trang trọng. Sáng 20 tháng 11, cả sân trường rực rỡ hoa, các bạn ai cũng trở nên thật gọn gàng và chỉnh chu trong bộ trang phục của mình. Sân khấu được trang trí từ chiều hôm trước, những hình báo tường của các lớp được sắp xếp thật đẹp mắt, các lãng hoa được bày trí hợp lý quanh các bậc sân khấu. Giữa sân khấu là phông nền với hai chữ nổi bật được viết rất công phu và tỉ mỉ: chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Bên phải sân khấu được xếp đặt một chiếc bục là chỗ để các thầy cô lên phát biểu. Đúng 7 giờ, học sinh tập trung đông đủ, tiếng nhạc ngân trong không khí rộn rã, hân hoan. Các cô bước ra trong những tà áo dài xinh đẹp và duyên dáng. Hôm nay, thầy cô ai cũng đẹp lạ thường. Sau màn hát quốc ca, chúng em được nghe thầy cô tổng phụ trách đọc đội đọc bài diễn văn về lịch sử truyền thống và ý nghĩa của ngày lễ 20 tháng 11. Tiếp đến là chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ. Chương trình văn nghệ diễn ra đầy cuốn hút và hấp dẫn. Các tiết mục múa hát của học sinh các lớp không chỉ ấn tượng mà còn đầy xúc động, mang ý nghĩa lớn lao. Đặc biệt đến từ quý thầy cô có màn trình diễn rất đặc sắc của thầy Lam và cô Ánh Nguyệt với màn song ca bài Người giáo viên nhân dân thật mượt mà về thường nhớ. Chương trình văn nghệ kết thúc, đại diện ban giám hiệu nhà trường là thầy hiệu trưởng Nguyễn Tuấn lên phát biểu cảm xúc trong ngày lễ thiêng liêng này. Lời thầy nói thật ấm áp và xúc động, khiến chúng em thêm yêu, thêm quý và trân trọng công lao, sự hy sinh của mỗi người thầy, người cô trên hành trình truyền thụ tri thức cho chúng em. Để đáp lại ân tình ấy, đại diện học sinh ở trường trong nhà trường là bạn Thanh Hoa lớp 5A cũng lên phát biểu, gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô. Những bóng lãng hoa tươi thắm nhất chúng em gửi đến thầy cô mang theo tất cả niềm biết ơn và sự trân trọng. Dù không phải qua các vật chất cao sang, trong ánh mắt của thầy cô, em cảm nhận được niềm vui và sự tự hào dành cho chúng em. Buổi lễ kết thúc khá sớm vì thời tiết không cho phép, nhưng để lại trong lòng chúng em những dòng cảm xúc khó quên. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ những gì mà thầy cô đã hy sinh, đã lắng lo cho chúng em. Vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong tiết số 5, đó là viết. Bây giờ chúng mình cùng nhau tiếp tục đến với tiết 6, 7, đánh giá cuối học kỳ 1, sẽ học khoa từ trang 148 đến trang 149 nhé. Chúng mình cùng nhau đến với yêu cầu đầu tiên, đọc bài và thực hiện yêu cầu. Chúng mình sẽ cùng nhau đi đọc văn bản những hạt giọng thóc tốt. Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thửa thóc về gieo trồng và giao hẹn. Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Có chú bé mồ côi tên là Trôm nhận thóc về, giúp công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm. Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chờ thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Trôm lo lắng đến trước vua, quỳ tâu: "Tâu vệ hạ, con không làm sao cho thóc nảy mầm được." Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Trôm, nhưng nhà vua đã đỡ chú bé dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc không tống không? Không ai trả lời. Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói: "Trước khi phát thóc giống, ta đã luộc cho luộc kỹ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta." Rồi vua dõng dạc nói tiếp: "Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này." Trôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh, theo chuyện dân gian Khmer. Chúng mình có các từ cần giải nghĩa như sau. Từ đầu tiên là từ sững sờ, có nghĩa là lặng người đi vì kinh ngạc hoặc quá xúc động. Thứ hai là dõng dạc, có nghĩa là lời nói to, rõ ràng, dứt khoát. Và thứ ba, hiền minh, có nghĩa là có tài đức và sáng suốt. Chúng mình cùng đến với các câu hỏi trong bài như sau. Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi dưới đây. A. Nhà vua giao hẹn điều gì khi giao thóc giống cho người dân?
Ý đầu tiên, ai làm cho thóc nảy mầm nhanh nhất sẽ được truyền ngôi. Ai làm cho thóc nảy mầm nhiều nhất sẽ được truyền ngôi. Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi. Ai thu hoạch thóc nhanh nhất sẽ được truyền ngôi. B. Thóc giống nhà vua phát cho người dân đem về gieo trồng có gì đặc biệt? Thóc giống chắc, mẩy. Thóc giống chỉ toàn hạt lép. Thóc giống đã nảy mầm. Hoặc thóc giống đã được luộc kỹ. C. Theo em, vì sao người dân nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua? Vì vụ mùa năm ấy bội thu. Vì ai cũng muốn nối ngôi vua. Vì họ trồng trọt rất giỏi. Hay vì họ làm lụng rất chăm chỉ. D. Vì sao chú bé Chôm tâu vua rằng mình không làm cho thóc nảy mầm được? Vì Chôm không sợ bị phạt. Vì Chôm không giỏi trồng trọt. Vì Chôm là chú bé lười biếng. Hay vì Chôm là chú bé trung thực? E. Từ nào trong câu mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm là động từ? Từ đều, từ sững sờ, từ thú tội hay từ lời thú tội? G. Từ ngữ nào có nghĩa giống với từ in đậm trong câu trung thực là đức tính quý nhất của con người? Từ thật thà, thật lòng, thật tình hay là thật tâm? Và đây là đáp án mẫu của cô. Các con có thể dựa vào đáp án mẫu của cô để hoàn thành bài làm của mình nhé. A. Cô chọn đáp án. Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi. B. Thóc giống đã được luộc kỹ. C. Vì ai cũng muốn ngôi vua. D. Vì Chôm là chú bé trung thực. E. Sững sờ. G. Thật thà. Tiếp tục chúng mình đến với yêu cầu số 2. Thực hiện câu hỏi bài tập dưới đây. H. Vì sao nhà vua nhận xét Chôm là chú bé trung thực và dũng cảm? Y. Theo em, vì sao Chôm trở thành ông vua hiền minh? K. Đặt một tên khác cho câu chuyện. L. Đặt một câu bày tỏ cảm xúc của em về hành động của cậu bé Chôm. Và đây là bài làm mẫu của cô. H. Nhà vua nhận xét Chôm là cậu bé trung thực và dũng cảm bởi vì cậu dám nói và thừa nhận sự thật cậu không làm cho thóc nảy mầm được trước nhà vua. Y. Chôm trở thành ông vua hiền minh vì lòng trung thực, thật thà của cậu, bởi trung thực là đức tính quý nhất của con người. K. Tên khác cho câu chuyện đó là cậu bé trung thực. L. Chôm là một cậu bé trung thực và dũng cảm. Nhờ vậy, Chôm đã được nhà vua truyền ngôi cho. Chôm là một người đáng để chúng ta học tập và noi theo. Câu số 2. Thực hiện một trong hai đề bài sau. A. Viết thư cho thầy giáo hoặc cô giáo cũ để thăm hỏi và kể về việc học tập của em. B. Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe về tình bạn hoặc tình cảm gia đình. Các con hãy lựa chọn một trong hai đề bài trên để làm bài nhé. Và đây là bài mẫu của cô. Cô chọn đề A. Hà Nội, ngày tháng 5. Cô Hà Lê thân mến. Em là Ngọc Hân, học sinh cũ lớp 3G được cô chủ nhiệm năm ngoái đây ạ. Năm nay, em đã chuyển sang ngôi trường mới, nhưng em vẫn rất nhớ và biết ơn cô. Vì vậy, em viết lá thư này để được hỏi thăm và chúc mừng cô nhân ngày nhà giáo. Dạo này cô vẫn khỏe chứ ạ? Cô vẫn đến trường và dạy dỗ cho các bạn nhỏ như trước nhỉ? Các em học sinh mới năm nay có ngoan và vâng lời không ạ? Vườn hoa hồng do cô trồng và chăm sóc cạnh thư viện năm nay có lẽ đã cao hơn và nở hơn nhiều hoa rồi cô nhỉ? Ở trường mới, em đã làm quen được với các bạn và thầy cô. Việc học tập của em cũng đã ổn định rồi, nhờ cô quan tâm và dạy dỗ mà em không gặp nhiều khó khăn về bài vở. Em biết ơn cô lắm. Nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới, em chúc cô luôn mạnh khỏe, yêu đời và ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp chồng người, học sinh cũ của cô. Và bài học chúng mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con ở những bài học sau nhé! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.